Chào mình. Em có khỏe không? Tình hình học tập thế nào? Hôm nay thầy viết bức thư này vì thấy em xuất hiện trên truyền hình những ngày gần đây. Thầy nhớ lại quãng thời gian em còn là học sinh. Em học tập rất chăm chỉ để nhận ra ước mơ của chính mình. Thầy rất tự hào về em và có được những học sinh giỏi như em. Thầy nghĩ em đã hoàn thành ước mơ của chính mình là trở thành một diễn viên. Thầy thật ngạc nhiên khi thấy em trên TV. Thầy không nghĩ em lại chứng tỏ bản thân mình nhanh đến như vậy. Hãy cố gắng làm tất cả những gì mình mong muốn. Và thầy cũng báo cho em luôn một tin. Thầy đã quyết định đến một ngôi trường mới, nơi tận cùng của Tổ quốc thân yêu, nơi mà thầy chưa còn chưa có. Thầy biết đây sẽ là thử thách lớn của cuộc đời thầy, nhưng đó là sứ mệnh của một người thầy. Ở đó có các bạn nhỏ đang cần thầy. Em yên tâm, khi thầy ổn định, thầy sẽ viết thư cho em. Ở đây cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng thầy sẽ cố gắng vượt qua. Thầy sẽ mang cái chữ đến đây. Thầy hy vọng sẽ có nhiều học sinh sẽ được như em, được thành công trên con đường mà mình đã chọn. Cuối thư, thầy chúc em sức khỏe và thành công. Thầy yêu các em. Xin hai bác đừng gọi cho công an. Chúng em sợ lắm. Chúng em hai người có con nhỏ, một người sắp cưới vợ. Thế thôi à? Tôi muốn ở đây đi. Không, về đi. Bài tập tiếp. Cậu không về đi à? Con ngồi đây làm gì? Cậu cứ về trước đi. Mình ở lại đây một lát đã. Ừ, để tớ về trước nha. Bye bye. Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016. Con nhớ thầy, nhớ các bạn, nhớ trường. 20 tháng 11 này, nhất định con sẽ về thăm thầy. Con nhớ thầy.